cười đểu hàng xóm. Tôi thấy nhà này cũng phù hợp với mình ông ạ. À, tất nhiên rồi, vừa đẹp, giá lại rẻ. Tôi cũng vì phải di cư theo con cháu nên mới phải bán đi. Chứ nói thật, bán nhà này tôi cũng tiếc lắm ấy chứ. Được rồi, chúng tôi sẽ mua ngôi nhà này, giao nhà cho những người cẩn thận như ông bà. Tôi thấy yên tâm lắm. À, mà có một điều tôi muốn nhắc hai người một chút. Có chuyện gì ạ? À, không có gì. Chỉ là về ông Tom hàng xóm nhà bên. Ông ấy cũng là người tốt. Chỉ có điều mắc bệnh hay than vãn và hơi khó gần. Mọi người sống quanh khu này ngại giao tiếp với ông ấy lắm. Ông bà nên chú ý một chút thì hơn. Mừng quá đi mất. Chào ông. Ông là ai? À, tôi là hàng xóm mới của ông. Vợ chồng tôi mới mua lại căn nhà này. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã làm ông phải bận tâm như vậy chứ? Đó là chuyện riêng của tôi. Ông quan tâm làm gì chứ? Đúng thật là một ngày đen tối mà. Ông nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi thấy hàng xóm mới của chúng ta khó gần thật. Sau mấy ngày mưa, cuối cùng trời cũng đã tạnh. Ông trời đúng thật là không có mắt mà. Trời mưa rả rích suốt mấy ngày. Mưa nhiều thế, ông muốn hại tôi à? Nhà thì dột, quần áo ướt hết, lương thực ẩm mốc cuối cũng ướt. Tôi xui xẻo thế thì ông được lợi gì đâu chứ. Ông cười cái gì? Tôi thấy ông mắng ông trời như vậy, chắc ông ấy tức lắm, nên chắc sẽ không cho mưa gió tùy tiện nữa đâu. Ông ấy mà nghe được thì đã chẳng cho mưa suốt mấy ngày thế, mắng chả bỏ. Đã vậy thì ông còn phí sức mắng mỏ ông trời làm gì? Theo tôi, thay vì mắng trời đất, chi bằng ông lo sửa sang lại nhà cửa đi. Bên nhà tôi có sẵn củi, ông có thể qua mượn để hong quần áo và lương thực, rồi tranh thủ làm những việc mà ông không kịp làm lúc trời mưa đi. Thế có phải hơn không? Thôi, sang bên tôi làm chén trà cho sảng khoái, rồi chúng ta làm quen luôn một thể. Ông mới đến, có thấy tôi là người khó gần hay than vãn không? Tôi thấy mọi người sống quanh đây cũng có nhận xét như vậy. Vậy sao ông không xa lánh tôi giống như mọi người đã làm? Ông đâu có phải là một người mắc bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải xa lánh ông chứ. Chẳng qua mọi người chưa hiểu nhiều về ông và tự bản thân ông sống tách biệt với cuộc sống ấy mà. Tôi biết ở độ tuổi của chúng ta thường hay than vãn về cuộc sống, về những điều không đúng như mong muốn. Nhưng ông hãy thử dẹp than vãn sang một bên. Thay vào đó là hành động. Làm những việc mà ông muốn làm thì ông sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn đấy. Giống như cách mà ông làm hàng ngày, chăm sóc vườn cây và thư thả uống trà mỗi sáng ư? Đúng vậy, tôi cũng giống như ông, cũng có nhiều mối lo đáng bận tâm, nhưng mà tôi biết cách sắp xếp chúng lại, không than vãn mà đối mặt với chúng, xử lý chúng một cách triệt để, thế chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đã hiểu, cảm ơn ông. Từ giờ tôi sẽ bớt than vãn đi, và mỗi sáng tôi sẽ sang đây đọc báo và uống trà với ông. Những đứa trẻ ở Meuri. Tuyết rơi dày quá thế này thì làm sao chúng ta về kịp để tổ chức sinh nhật cho Mary được đây? Chết thật, anh không nhìn thấy được. Thành xe có vấn đề gì thế này? Ôi không! Ôi không! Một thời gian sau, anh Ba Lô ơi, em đói quá.
Mary, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nha. Gắng chờ anh một chút nha. Hết mất bột mì rồi. Ba lô, Mary, Peter à, các cháu có ở nhà không? Bác à, mang bánh cho các cháu nè. Vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đó nha. Nào, nhanh nhanh nhanh, lại đây, ăn bánh đi nào các cháu. Ba lô à, tay của cháu sao thế kia? Dạ, anh cháu bị cây đổ xuống khi ra ngoài dọn tuyết để đổi lấy đồ ăn cho chúng cháu á, bác Hanen. Tội nghiệp ba đứa quá, cha mẹ chúng đột ngột mất để chúng phải côi cút như thế này. Mà này Maria, một người bạn của bác muốn nhận nuôi cháu, nhà họ đang muốn có một cô con gái, cháu tính sao? Cháu yên tâm đi, bạn của bác rất tốt. Đến đó cháu sẽ có nhiều điều kiện, được học tập đầy đủ. Sau này cháu có thể giúp đỡ được anh và em của cháu. Mary, như thế cũng rất tốt. Ở với anh và Peter, em đã quá vất vả rồi. Anh Pablo à, nhưng mà em... Không nhân nhị gì hết. Bác Helen, cháu sẽ nói để Mary hiểu. Em ấy sẽ đồng ý thôi ạ. Ừ, bác cũng nghĩ như thế là tốt hơn cả cho các cháu. Vậy nha, lát bác sẽ về gọi điện cho bạn của bác. Chắc là cô ấy sẽ tới đón Mary sớm thôi. Mấy hôm sau, anh ba lô. Ủa Peter, em vẫn chưa đi ngủ hả? Em nhớ chị Mary quá à. Anh cũng vậy. Mary đã sang đó được hơn một ngày rồi, không biết nhà họ có đối xử tốt với em ấy không nữa. Mai anh phải đưa em đi thăm chị ấy, không là em không chịu đâu. Anh ba lô, Peter. Mary, sao em lại quay về đây được? Em hỏi đường rồi tự chạy về nhà. Em không ở đó nữa đâu. Em ở đó tốt hơn nhà chúng ta mà. Tốt đến cỡ nào mà không có anh và Peter thì em cũng không chịu đâu. Em xin anh đừng bắt em phải quay lại đó nữa mà. Thôi đi nào Mary, nín đi em. Em vào nhà sưởi ấm đi, trong em lạnh quá rồi. Anh hứa đi, sẽ không bắt em phải đi đâu nữa nha. Được rồi Mary, nhất định là anh sẽ không bảo em tới đó nữa. Từ giờ ba anh em mình sẽ không bao giờ xa rời nhau. Mấy hôm sau, Mary, Peter, hôm nay có người thuê anh dọn tuyết nên anh đã có tiền mua bánh cho hai đứa đây. Những chiếc bánh tạm bơ vẫn còn nóng hổi cho hai em đây. Mary, có chuyện gì vậy? Peter nhà mình, em ấy cứ nằm ly bì à. Em gọi thế nào cũng không vậy. Thôi chết, Peter bị sốt rồi. Em ở nhà để anh cổng đưa Peter đến bệnh viện khám nha. Dạ vâng. Cháu là người nhà của bệnh nhân Peter sao? Dạ vâng, em cháu sao rồi ạ? Thế cháu không còn ai thân thích nữa hả? Dạ, bố mẹ cháu mới chuyển đến vùng này sinh sống, nhưng chẳng may bị tai nạn mất rồi. Giờ chỉ có ba anh em cháu ở với nhau thôi ạ. Tội nghiệp cháu, nhưng mà trước mắt tình hình của Peter khá nghiêm trọng đấy. Hả? Nghiêm trọng là sao ạ? Giờ đây chúng tôi phải gấp rút tiến hành lọc máu để thay, may ra thì mới giữ được tính mạng. Và hơn thế nữa, chi phí cho lọc máu cũng khá là tốn kém. Bác sĩ, vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Xin bác hãy cứu lấy em cháu với ạ. Hoàn cảnh của các cháu khá đặc biệt, để ta thử đề bạt lên giám đốc bệnh viện xem thế nào nha. Có thể tiền truyền máu sẽ được giảm, nhưng phải chờ phản hồi nên không nhanh được. Bác sĩ hãy lấy máu của cháu đi ạ. Nhìn cháu cũng không được khỏe lắm. Nếu lấy máu của cháu bây giờ, cháu có thể bị choáng nặng đấy cậu bé à.
Không, cháu không sợ. Cháu xin bác, hãy lấy máu của cháu nhanh lên, kẻo không kịp mất ạ. Ờ, thôi được rồi, cũng chả còn cách nào khác. Cháu theo ta vào trong để kiểm tra nào. Thôi chết. Ba lô, hãy cứ nằm đó nghỉ đi đã. Không được bác sĩ ơi, ở nhà cháu còn có một đứa em gái 5 tuổi nữa ạ. Cháu đưa Peter đi khám từ hôm qua đến giờ, Mary ở nhà một mình ạ. Tội nghiệp những đứa trẻ này quá. Mình phải làm gì để giúp chúng đây? À, hay là... tòa soạn nói sao ạ? Rất nhiều gia đình đã tìm đến ba anh em, nhưng tới giờ vẫn chưa có đứa trẻ nào được nhận nuôi ư? Tại sao lại thế? Anh Ba Lô ơi, em sẽ không đi đâu mà thiếu anh với cả Peter nữa. Em cũng vậy. Được rồi, được rồi. Anh đã hứa rồi mà, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Chào các cháu. Bác sĩ Mikon, sao bác lại biết nhà chúng cháu ạ? Sao lại không chứ? Ta còn biết rằng từ nay các cháu sẽ có cha mẹ. Hả? Thế là sao hả bác? Nghĩa là từ giờ cả ba cháu sẽ là con của ta. Ta sẽ thay cha mẹ các cháu nuôi dưỡng và yêu thương các cháu như con của mình. Các cháu có đồng ý không nào? Bác nói sao? Cả ba chúng cháu luôn ạ? Nhưng ta nói trước là ta rất bận rộn đấy. Các cháu có chấp nhận một người cha bận rộn không? Cha. Cha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.